Toàn bộ các nhân sự và hai khoản vay lại vốn ODA lên tới gần 3 triệu đô la Mỹ của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia sẽ được chuyển nguyên trạng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sau đó là Bộ Công Thương khi đã hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước. Đây là đề xuất được đưa ra tại dự thảo quyết định của Thủ tướng vừa được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn tất về tách Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 từ EVN để thành lập công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sau khi tách khỏi EVN sẽ trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ là 776 tỷ đồng. Theo tính toán của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi hoạt động độc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có 630 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 146 tỷ đồng tại các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường phát hiện cạnh tranh chưa được quyết toán và đang đầu tư năm 2023.